Xin chào anh em, tối qua thì thật là vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Philippines ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018. Và ngay sau trận đấu thì rất nhiều tuyến phố trên khắp cả nước, không khí đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng triệu cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã cùng nhau ra đường. Vài giờ đồng hồ sau thì trên các mạng xã hội đã xuất hiện video ngắn về chiếc Lamborghini Aventador hàng độc bị cháy đuôi tại Đà Nẵng. Theo thông tin của các bạn cổ động viên tại hiện trường thì ngay lập tức anh em đã chung tay cùng chủ xe dập tắt ngọn lửa. Trước tiên là xin chúc mừng bác chủ. Ngay sau đó thì chủ của chiếc xe đã chia sẻ ảnh kèm những lời cảm ơn tới các anh em trong đoàn cổ vũ đã chung tay giúp sức dập ngọn lửa ở đuôi xe của mình. Vậy với một chiếc xe nhiều tỷ đồng thì ngọn lửa ập đến từ đâu? Ngay trong video này mời anh em cùng Autorally đi tìm hiểu. Theo giám đốc kỹ thuật của Lamborghini và Bentley Việt Nam thì siêu xe này bị cháy là do lỗi thiết kế. Phía nhà máy Lamborghini đã đưa ra lệnh triệu hồi nhưng có thể chủ nhân chưa mang xe đi để khắc phục. Đây không phải là chiếc Lamborghini Aventador đầu tiên bị cháy do lỗi hệ thống thu hồi hơi xăng. Rất nhiều vụ cháy chiếc Aventador tương tự trên thế giới đã được ghi nhận. Ngọn lửa đều bắt đầu từ lưới tản nhiệt bên trái phía sau, một trong những vụ cháy nổi bật nhất xảy ra ở Dubai, Miami và London. Lamborghini bắt đầu tìm hiểu về vấn đề khi nhận được các đơn khiếu nại vào năm 2015 từ các chủ xe ở Mỹ. Họ cho rằng hệ thống tự động bật tắt động cơ khi dừng hoạt động không đều, thậm chí là xuất hiện đèn cảnh báo lỗi. Đến tháng 2 năm 2017, Lamborghini phát đi thông báo triệu hồi toàn bộ xe Aventador đã được bán ra trên thị trường, ước tính khoảng 5.900 chiếc, 12 siêu xe Venero và một siêu xe Aventador G. Siêu xe độc nhất thế giới cũng nằm trong diện triệu hồi. Theo thông báo của Lamborghini, hệ thống kiểm soát khí thải xảy ra lỗi khiến hơi nhiên liệu không được xử lý đúng cách. Sau đó, nó có khả năng tiếp xúc với các khí nóng từ hệ thống ống xả, đặc biệt là khi xăng đầy bình và dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Nguy cơ cháy nổ càng cao hơn khi chủ xe nẹt pô và sử dụng ống xả độ hoặc không chính hãng. Ở thời điểm phát đi thông báo, hãng xe nước Ý đã ghi nhận 7 chiếc siêu xe Aventador bị cháy do lỗi này. Để giảm rủi ro thì lời khuyên từ phía nhà sản xuất, các chủ xe hạn chế nẹt pô vì sẽ khiến động cơ quá nhiệt, tốn nhiên liệu và tăng nguy cơ cháy nổ. Còn đối với lỗi hệ thống thu hồi hơi xăng, việc bắt lửa không nhất thiết xuất phát từ lửa thoát ra ở ống xả mà chỉ cần một tàn thuốc nhỏ của ai đó xung quanh cũng khiến đuôi xe bắt lửa và bốc cháy. Giám đốc kỹ thuật của Lamborghini và Bentley Việt Nam cho biết để khắc phục, chủ nhân đưa xe của mình tới xưởng. Sau đó, bộ phận kỹ thuật sẽ thay mới hoàn toàn phần cứng và phần mềm liên quan đến hệ thống này. Thời gian thay mất khoảng nửa ngày. Nếu video hay, anh em nhớ like và share. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!